Thưa quý vị và các bạn, mô hình chính quyền thân thiện xuất phát từ quan điểm mọi hoạt động của chính quyền hướng đến phục vụ lợi ích tối đa của nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền. Tại huyện Bảo Yên, từ hiệu quả trong thực hiện thí điểm tại 3 xã thị trấn, đến nay được nhân rộng ra toàn bộ 17 xã và thị trấn. Xã Xuân Hòa, một trong 3 địa phương triển khai thí điểm mô hình chính quyền thân thiện. Sự thay đổi có thể nhận thấy rõ ràng ngay từ trụ sở xã. Tại khuôn viên Ủy ban Nhân dân xã có thêm 4 chòi ngồi. Đây là nơi công dân có vướng mắc khi đến giải quyết các thủ tục hành chính, có thể ngồi uống nước và được cán bộ xã trao đổi, cung cấp đầy đủ các thông tin chi tiết mà công dân cần. Bố mẹ tôi cũng có tuổi rồi, xong bây giờ bố mẹ tôi muốn trao tặng cho tôi đất nhà ở ấy, thì tôi cần những giấy tờ nào ạ? Thế thì theo trình tự giải quyết ấy, thì đối với trường hợp cho tặng ấy, thì chị... thứ nhất là phải cung cấp cho cán bộ được biết rằng về cái sổ bì đỏ nhé là một. Cái thứ hai nữa là thẻ căn cước của bố mẹ và thẻ căn cước của em để cán bộ tiếp nhận và đi xác minh xem cái thửa đất có phù hợp không là một. Thứ hai nữa là thửa đất có bị tranh chấp không. Trong thời hạn này không quá 15 ngày nên các chị là nếu mà cung cấp đủ các thủ tục giấy tờ ấy, thì Ủy ban nhân dân xã sẽ tiến hành làm hợp đồng cho tặng theo quy định. Và cái bước tiếp theo thì cán bộ sẽ có trách nhiệm là hướng dẫn chị đi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân huyện. Sau gần 2 năm triển khai, chính quyền thân thiện đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ rào cản giữa người dân và cán bộ. Đáng chú ý, mô hình trên được giám sát bằng việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân với cán bộ công chức. Hướng đến cái việc là chúng ta thực hiện cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính của nhà nước với người dân của doanh nghiệp một cách nhanh nhất và làm tạo ra cho người dân và doanh nghiệp cảm thấy cái sự hài lòng nhất. Còn những việc gì chính quyền chưa làm được thì rất là mong muốn là sẽ tiếp nhận được những cái ý kiến phản ánh của người dân để chúng ta có những cái điều chỉnh, có những cái gọi là giải quyết cho nó được tốt hơn. Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân, hướng đến sự hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở. Mô hình chính quyền thân thiện đã thúc đẩy sự đổi mới lề lối làm việc của chính quyền cơ sở, giúp cho việc cải cách hành chính ngày càng thiết thực, hiệu quả.